hôm nay bộ đi mua chuối cho anh hai ăn đó phải không? Đây, anh hai Mão đang rất thèm ăn chuối đây. Anh hai rất thèm ăn chuối. Hôm nay bộ sẽ đi mua chuối cho anh hai ăn rồi. Bộ chạy xe đi đi con. Chạy nhanh lên. Anh hai thèm dữ lắm rồi. Coi chừng té nha, chạy từ từ coi chừng té nha. Cẩn thận nha. Ở đây có người bán chuối ở đây. Rồi xuống mua chuối đi. Mua chuối nào? Mua chuối này hay mua chuối này? Mua chuối nào con? Chuối này. Chuối này ngon. Cái đó còn xanh chưa ăn được. Màu xanh là chuối còn sống. Chuối màu vàng. Mua chuối đó ăn phải không? Rồi để lấy cho. Đây. Rồi tự lấy luôn. Mua tự lấy luôn rồi bỏ vô trong xe. Đem về cho hai ăn. Rồi. Rồi lấy thêm trái nữa cho muội ăn nữa. Muội lấy trên hả dưới? Rồi muội thích ăn chuối. Chuối cơm này hơn. Rồi bẻ ra luôn con. Lấy được rồi. Chuối rồi. Chuối rồi, rồi lấy một tái đi, lấy một tái đây. Về đem về cho muội ăn. Chừng kiến cắn á, kiến. Chuối kiến. Rồi quay xe lại về. Rồi mụ đem chuối về cho anh hai ăn nha. Mụ với anh hai ăn chuối nha. Ồ, em về tới anh hai xè tay ra xin kìa. Anh hai xè tay ra anh hai xin kìa. Rồi xuống lột chuối ra cho anh hai ăn. Được không? Rồi lột ra cho anh hai ăn nha. Để cái vỏ cầm luôn cho nó không có bị dơ tay. Ở đây, đây mẹ cầm cho anh hai ăn cho. À, mùi rút anh hai luôn. Ơi ơi, ngon không? Dạ nha. Anh hai cắn cái gì? Cắn cái mặt. Anh hai cắn cái mặt chuối luôn à hả? Từ từ, anh hai ăn từ từ, ăn cái nữa. Rồi, ngon quá, ngon không? Ngon thì dê, anh hai dê rồi kìa mùi. Tới mùi ăn đi, mùi ăn nữa. Hai anh em cùng ăn nha. Rồi ơi. Rồi. Mình tiếp tục ăn một trái nữa nha. Lột ra đi con. Rồi. Rồi cái gì vậy? Rồi ơi. Để đây đưa cái vỏ đây. Rồi đút anh hai ăn với. Cho anh hai ăn với. Rồi, mỗi cắn cái, anh hai cắn cái, mỗi cắn cái. Hai đứa cắn, mỗi đứa cắn cái cây nó hết cái chuối luôn à. Ha. Rồi đút anh hai ăn cái nữa, anh hai ăn hết chưa? Anh hai cắn bự quá cho nên anh hai chưa ăn xong. Từ từ hả con. Ồ anh hai ăn cái nữa. Mùi ăn cái nữa hết luôn. Mùi ăn cái nữa hết luôn con. Ừ hết rồi hả. Em ấy ăn hết chuối em ấy chạy ra hái hái nữa các bạn ơi. Em ấy ăn hết chuối em ấy chạy ra hái hái trái nữa. Hái rẻ lên để kiến cắn bây giờ. Chuối này có kiến nhiều ghê luôn. Đây nè trái này đi. Nè một con mà ơi ăn. Ừ, trái cho muội đúng không? Cầm luôn. Cầm cho anh hai một cái. Rồi, chạy về, chạy về. Em hãy chạy bộ về. Ăn ngon quá, ngon quá. Ngon quá, em mới ăn trộm chuối, em mới ăn nữa. Rồi, bỏ vô lòng xe em trái. Rồi, lột ra. Lột ra, hai đứa ăn luôn. Lúc nãy mình ăn chuối cơm, bây giờ mình ăn chuối xiêm nha. Coi chuối nào ngon hơn nha con. Rồi lột ra đi, đi mày bỏ cho. Lột nhanh đi. Rồi lột lâu quá. Lột nhanh đi rồi cho anh hai ăn nữa. Rồi con xong rồi con rút anh hai ăn đi. Rồi anh hai ăn đi anh hai. Anh hai một miếng, muội một miếng. Ơi 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 ơi, tới muội. Rồi. Rớt rồi đem cho cá ăn luôn đi. Tự nhiên làm rớt rồi lấy tới khác. Anh hai có ăn không? Đưa đây mẹ coi. Nè. Anh hai hết thèm ăn rồi. Anh hai không thèm ăn nữa muội ơi. Rồi đi vô. Muội đi vô nè. Thôi lấy tới này cho cá ăn đi. Còn trong lòng xe một trái á. Rồi lấy vô nhà cho cá ăn nha. Lấy vô nhà thả xuống cho cá ăn.
Trời đất ơi, hai anh em ăn chuối đã xong rồi, giờ cho cá ăn luôn. Trời, thấy không Quân rồi hả? Thấy chuối chìm luôn rồi. Rồi chào tạm biệt các bạn đi. Chào biệt các bạn đi, papi. Mở chào luôn con. Chào đi, mở chào đi. Rồi chào. Ôi bé đó.